Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, kính thưa đồng chí Chủ tịch Quốc hội, các đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội chủ tọa điều hành phiên họp, kính thưa Quốc hội, kính thưa cử tri và nhân dân cả nước. Ngày 14 tháng 1 năm 2024, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có báo cáo đầy đủ số 724 gồm 142 trang về việc giải trình tiếp thu chỉnh lý dự thảo Luật Đất đai sửa đổi. Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin báo cáo tóm tắt một số vấn đề lớn giải trình tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật như sau. Trên cơ sở nghiên cứu, thảo luận và các cơ quan, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ đã thống nhất các phương án chính sách về các nội dung báo cáo xin ý kiến tập trung thảo luận của Quốc hội tại kỳ họp thứ 6 cụ thể như sau. Thứ nhất, về quyền và nghĩa vụ sử dụng đất của người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Chỉnh sửa các quy định tại dự thảo luật theo hướng đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài có quốc tịch Việt Nam, là công dân Việt Nam thì có đầy đủ các quyền liên quan đến đất đai, không chỉ riêng quyền đối với đất ở như công nhân dân Việt Nam ở trong nước, cá nhân ở trong nước, và giữ chính sách như pháp luật hiện hành đối với người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài nhằm góp phần thúc đẩy đầu tư và thu hút kiều hối từ công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài vào trong nước. Quy định tại dự thảo luật được rà soát bảo đảm thống nhất với luật quốc tịch. Trường hợp người gốc Việt Nam thực hiện hoạt động kinh doanh bất động sản, làm chủ đầu tư thực hiện dự án nhà ở thì việc xác định chủ thể có quyền thực hiện dự án theo quy định của luật kinh doanh bất động sản và luật nhà ở. Thứ hai, về phạm vi nhận chuyển quyền sử dụng đất của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, giữ quy định của Luật Đất đai năm 2013 về tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao tại điều 28. Đối với các khu vực khác, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được tiếp cận đất đai thông qua hình thức nhà nước giao đất cho thuê đất. Dự thảo luật đã có quy định về trường hợp thu hồi đất đối với dự án đã được Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật tại khoản 31 điều 79. Như vậy đã cơ bản giải quyết được vướng mắc trong việc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài triển khai thực hiện các dự án có sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận quyết định chủ trương đầu tư. Thứ ba, về trường hợp tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng dự án bất động sản theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản tại điều 117 khoản 3, điều 119 khoản 6, điều 124 và điểm A khoản 3, điều 155. Dự thảo luật chỉnh sửa theo hướng: thứ nhất, nhà nước không thu hồi đất mà giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất theo hình thức không đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất. Thứ hai là bên nhận chuyển nhượng được xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của Chính phủ sau khi bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật. Thứ ba là không áp dụng quy định thời điểm xác định giá đất để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và thời điểm nhà nước ban hành quyết định giao đất cho thuê đất, mà giao Chính phủ quy định chi tiết theo hướng bên nhận chuyển nhượng dự án được tiếp tục kế thừa nghĩa vụ tài chính về đất của bên chuyển nhượng. Thứ tư là quy định chuyển tiếp tương ứng. Nội dung thứ tư là về quyền và nghĩa vụ của tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng đất thuê trả tiền hàng năm đối với tài sản gắn liền với đất, quy định tại điều 34. Để bảo toàn đất có nguồn gốc là đất do nhà nước giao cho đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng, nay chuyển sang hình thức thuê đất. Dự thảo luật chỉnh sửa theo hướng đơn vị sự nghiệp công lập khi lựa chọn hình thức thuê trả tiền hàng năm thì không được quyền bán, quyền thế chấp, góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê. Thứ năm, về điều kiện đối với cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp nhận chuyển nhượng đất trồng lúa tại khoản 7 điều 45. Dự thảo luật quy định theo hướng trừ trường hợp người nhận tặng cho là người thuộc hàng thừa kế thì cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp phải thành lập tổ chức kinh tế và có phương án sử dụng đất trồng lúa được Ủy ban Nhân dân cấp huyện phê duyệt khi nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho đất trồng lúa quá hạn mức theo quy định tại khoản 1 điều 176, tức là không quá 3 hectare đối với các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương thuộc khu vực Đông Nam Bộ và khu vực đồng bằng sông Cửu Long, và không quá 2 hectare đối với các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương khác. Trong quá trình tổ chức thực hiện, các cơ quan có thẩm quyền chịu trách nhiệm trong việc bảo đảm, quản lý nghiêm ngặt khu vực đất trồng lúa, thực hiện điều tra, đánh giá chất lượng đất trồng lúa, phòng ngừa việc hủy hoại đất trồng lúa, kiểm soát chặt chẽ các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang các loại đất khác, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, bảo đảm tầm nhìn dài hạn, đồng thời đặt ra yêu cầu có dữ liệu thông tin để kiểm soát việc nhận chuyển nhượng trong hạn mức. Nội dung thứ 6 về nguyên tắc lập và phê duyệt quy hoạch sử dụng đất các cấp tại khoản 9 của điều 60. Dự thảo luật quy định theo hướng cho phép các quy hoạch sử dụng đất được lập đồng thời, nhưng quy hoạch cấp cao hơn phải được phê duyệt quyết định trước quy hoạch thấp hơn. Khi kết thúc thời kỳ quy hoạch sử dụng đất mà quy hoạch thời kỳ mới chưa được cấp có thẩm quyền quyết định phê duyệt thì tiếp tục được thực hiện các chỉ tiêu chưa thực hiện hết đến khi quy hoạch sử dụng đất thời kỳ tiếp theo được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định phê duyệt. Các quy hoạch cấp trên sẽ phải sớm hoàn thành để làm căn cứ cho quy hoạch cấp dưới được phê duyệt, tránh chậm trễ như thời gian vừa qua. Đồng thời để phù hợp với tình hình thực tế có vướng mắc trong thời gian đầu thực hiện lập phê duyệt quy hoạch sử dụng đất cùng với các quy hoạch khác trong hệ thống quy hoạch theo nguyên tắc chung của luật quy hoạch. Dự thảo luật quy định tại điều khoản thi hành về việc lập phê duyệt quy hoạch sử dụng đất các cấp được tiếp tục thực hiện theo quy định của nghị quyết số 61 cho đến khi hết hiệu lực thi hành nghị quyết. 7. Về chỉ tiêu sử dụng đất được xác định trong nội dung quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh và cấp huyện tại điều 65 và điều 66. Dự thảo luật chỉnh lý quy định rõ nội hàm của thuật ngữ chỉ tiêu sử dụng đất và không quy định các chỉ tiêu sử dụng đất cụ thể cần xác định tại quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh và cấp huyện mà giao chính phủ quy định chi tiết. Đồng thời chỉnh sửa quy định về khoanh vùng khu vực sử dụng đất trong nội dung quy hoạch để bảo đảm tính khả thi trong việc lập quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh và cấp huyện. Để bảo đảm tinh thần của quy định này, đề nghị chính phủ rà soát các chỉ tiêu sử dụng đất thực sự cần thiết để xác định trong nội dung quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh và cấp huyện, bảo đảm không làm phát sinh các chỉ tiêu sử dụng đất không hợp lý, thiếu linh hoạt, không phù hợp với quy luật của nền kinh tế, cản trở sự phát triển, gây khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của người dân. Đồng thời, các chỉ tiêu sử dụng đất tại quy hoạch sử dụng đất phải đồng bộ, thống nhất với các chỉ tiêu sử dụng đất tại quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị theo pháp luật về xây dựng và pháp luật về quy hoạch đô thị để không gây mâu thuẫn chồng chéo giữa các quy hoạch. Trên cơ sở đó có quy định phù hợp tại nghị định. 8. Về tổ chức thực hiện quy hoạch kế hoạch sử dụng đất, phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất cấp tỉnh, chỉ tiêu sử dụng đất cấp huyện tại điều 76. Để bảo đảm việc phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất các cấp thực sự hợp lý, tránh tùy tiện trong quá trình tổ chức thực hiện, dự thảo luật được chỉnh lý theo hướng bổ sung quy định về chính phủ ban hành nguyên tắc phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất cấp tỉnh, chỉ tiêu sử dụng đất cấp huyện. 9. Về thu hồi đất thực hiện dự án nhà ở thương mại, dự án hỗn hợp nhà ở và kinh doanh thương mại dịch vụ tại khoản 27 điều 79. Tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội và các cơ quan, dự thảo luật quy định theo hướng kế thừa quy định của Luật Đất đai năm 2013 chỉ thu hồi đất để thực hiện dự án nhà ở thương mại, dự án hỗn hợp nhà ở và kinh doanh thương mại dịch vụ khi là dự án đầu tư xây dựng khu đô thị. Về thiết kế kỹ thuật chính sách, quy định tại dự thảo luật làm rõ hơn tính chất của dự án khu đô thị thuộc trường hợp xem xét thu hồi là dự án đầu tư xây dựng khu đô thị có công năng phục vụ hỗn hợp, đồng bộ, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội với nhà ở theo quy định của pháp luật về xây dựng. Thiết kế kỹ thuật như vậy tương tự và đồng nhất với cách thiết kế kỹ thuật tại các khoản khác của điều 79. Điều 79 chỉ quy định về các trường hợp thu hồi đất thực hiện dự án để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng khi thực hiện thu hồi đất. Đối với các trường hợp quy định tại điều 79 sẽ phải đáp ứng các căn cứ điều kiện quy định tại điều 80 về căn cứ điều kiện thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng. Điều 72 về thẩm quyền quyết định phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã có quy định về việc trước khi phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh thông qua danh mục công trình dự án phải thu hồi đất, trong đó có dự án thu hồi đất để đấu giá đấu thầu. 10. Về phát triển, khai thác và quản lý quỹ đất, chương 8. 1 là về dự án tạo quỹ đất do nhà nước đầu tư. Dự thảo luật bỏ quy định về dự án tạo quỹ đất do nhà nước đầu tư. Điều 79 đã quy định về các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng. Điều 125 đã quy định rõ các trường hợp giao đất cho thuê đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất. Điều 126 đã quy định về các trường hợp giao đất cho thuê đất thông qua đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất. Điều 124 đã quy định về các trường hợp giao đất cho thuê đất không đấu giá, không đấu thầu. 2. Về quỹ phát triển đất. Dự thảo luật chỉnh sửa theo hướng cơ bản giữ quy định tại dự thảo luật về quỹ phát triển đất tương tự như Luật Đất đai năm 2013, tách biệt quỹ phát triển đất với tổ chức phát triển quỹ đất, không sửa đổi Luật Ngân sách Nhà nước. Đồng thời chỉnh sửa quy định về cơ chế hoạt động và nguồn tài chính của quỹ phát triển đất theo hướng rõ ràng hơn và phù hợp với pháp luật về ngân sách nhà nước và pháp luật có liên quan. 3. Về tổ chức phát triển quỹ đất. Dự thảo luật chỉnh sửa theo hướng chỉ quy định tại luật những cái nội dung mang tính nguyên tắc về tổ chức phát triển quỹ đất được thành lập để tạo lập, phát triển, quản lý, khai thác quỹ đất tại địa phương. Nguồn tài chính của tổ chức phát triển quỹ đất được phân bổ từ ngân sách nhà nước và ứng vốn từ quỹ phát triển đất. Không quy định cụ thể tại dự thảo luật về chức năng của tổ chức phát triển quỹ đất mà giao Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, cơ chế quản lý hoạt động, cơ chế tài chính của tổ chức phát triển quỹ đất gắn với định hướng, tầm nhìn, lộ trình kiện toàn mô hình tổ chức phát triển quỹ đất trong ngắn hạn và dài hạn, phù hợp với điều kiện khách quan, chủ quan có liên quan, đáp ứng yêu cầu thể chế hóa theo đúng tinh thần nghị quyết số 18 về hoàn thiện tổ chức bộ máy, cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính của các tổ chức phát triển quỹ đất, bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu quả, đủ năng lực tạo lập, quản lý khai thác quỹ đất, thực hiện tốt nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, bảo đảm hiệu quả, chặt chẽ, đáp ứng yêu cầu về phòng chống tham nhũng, lãng phí, phòng ngừa lạm quyền, lợi ích nhóm. 11. Về mối quan hệ giữa các trường hợp thu hồi đất và thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất thực hiện dự án phát triển kinh tế xã hội không sử dụng vốn ngân sách nhà nước. Dự thảo luật sửa đổi theo hướng ưu tiên thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất đối với dự án đầu tư không sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc trường hợp thu hồi đất. Đối với trường hợp đang có quyền sử dụng đất, dự thảo luật chỉnh sửa theo hướng ưu tiên người đang có quyền sử dụng đất có đề xuất dự án đầu tư nếu thuộc trường hợp thu hồi đất theo quy định tại điều 79 nhưng phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, và người đang có quyền sử dụng đất đó có đề nghị chuyển mục đích sử dụng đất mà được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư thì được sử dụng đất để thực hiện dự án mà nhà nước không thực hiện thu hồi đất theo quy định của luật này. Phương án này góp phần đẩy mạnh thực hiện định hướng thương mại hóa quyền sử dụng đất, khuyến khích người sử dụng đất đang có quyền sử dụng đất thực hiện dự án đầu tư phù hợp với quy hoạch sử dụng đất. Tuy nhiên, đề nghị Chính phủ nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật, đặc biệt là công tác quy hoạch, bảo đảm chất lượng, thực sự là công cụ định hướng của nhà nước phục vụ hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trong từng thời kỳ. Khẩn trương đề xuất các quy định về mức thuế cao hơn đối với người sử dụng nhiều diện tích đất, nhiều nhà ở đầu cơ đất như yêu cầu tại nghị quyết số 18 để điều tiết chênh lệch địa tô có được do quy hoạch của nhà nước. Đồng thời nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư, phòng ngừa tham nhũng tiêu cực, phòng tránh tình trạng tổ chức cá nhân thu gom đất, cản trở khả năng tiếp cận đất đai của các nhà đầu tư khác có cùng năng lực hoặc năng lực tốt hơn. 12. Về các loại đất thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất. Trên cơ sở ý kiến các cơ quan và chính sách đã được thống nhất khi thông qua Luật Nhà ở năm 2023, dự thảo Luật Đất đai sửa đổi chỉnh sửa theo hướng giữ như quy định của Luật Nhà ở năm 2014, sửa đổi bổ sung theo Luật số 03. Theo đó, chỉ được thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất đối với đất ở quy định tại điểm B khoản 1 điều 127. Đối với trường hợp đang có quyền sử dụng đất, chỉ được thực hiện dự án nhà ở thương mại nếu đó là đất ở hoặc đất ở và đất khác, quy định tại khoản 6 điều 127. Luật nhà ở đã được Quốc hội biểu quyết thông qua, quy định theo hướng dẫn chiếu sang quy định của luật đất đai tại thông báo số 3270 ngày 11 tháng 1 năm 2024 của Tổng thư ký Quốc hội về kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp thu giải trình chỉnh lý dự thảo luật đất đai sửa đổi. Tại phiên họp thứ 29, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có ý kiến trường hợp cần thiết, Chính phủ nghiên cứu xây dựng đề án thí điểm trình cấp có thẩm quyền cho phép thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất ngoài quy định của luật. Đối với các vướng mắc thực tiễn, bám sát chỉ đạo của cấp có thẩm quyền để có phương án xử lý cụ thể, không luật hóa các quy định mang tính chất xử lý tình huống, hợp thức hóa sai phạm. Vấn đề thứ 13 về cấp giấy chứng nhận cho hộ gia đình cá nhân đang sử dụng đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất, không vi phạm pháp luật về đất đai, không thuộc trường hợp đất được giao không đúng thẩm quyền tại khoản 3 điều 138. Dự thảo luật chỉnh sửa theo hướng quy định về xem xét công nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình cá nhân sử dụng đất đến trước ngày 1 tháng 7 năm 2014. Để giải quyết căn cơ vấn đề này, đề nghị Chính phủ có cơ chế chính sách hỗ trợ thực hiện cấp giấy chứng nhận cho hộ gia đình cá nhân đang sử dụng đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất, không vi phạm pháp luật, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đất đai, bảo đảm hiệu lực pháp lý của quy định. 14 về tiền thuế đất, trả tiền thuế đất hàng năm tại khoản 3 điều 153. Dự thảo luật chỉnh sửa theo hướng tiền thuế đất hàng năm được áp dụng ổn định cho chu kỳ 5 năm tính từ thời điểm nhà nước quyết định cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất gắn với việc chuyển sang hình thức nhà nước cho thuê đất, trả tiền thuế đất hàng năm. Tiền thuế đất đó 15 về nội dung phương pháp định giá đất và trường hợp điều kiện áp dụng từng phương pháp tại điều 158. Dự thảo luật quy định theo hướng rõ ràng về nội hàm các phương pháp định giá đất trên cơ sở tổng kết đánh giá thực tiễn thi hành pháp luật đất đai, trong đó quy định cụ thể tại dự thảo luật các phương pháp định giá đất bao gồm so sánh, thặng dư, thu nhập, hệ số điều chỉnh giá đất, lồng ghép phương pháp chiết trừ vào phương pháp so sánh. Đồng thời, quy định các trường hợp điều kiện áp dụng đối với từng phương pháp định giá đất. Phương án được thể hiện tại dự thảo luật là phương án Chính phủ đề xuất tại báo cáo số 710. Dự thảo luật giao Chính phủ quy định chi tiết để áp dụng trong thực tế, bảo đảm tính khả thi. 16 về hoạt động lấn biển tại điều 190. Dự thảo luật chỉnh sửa theo hướng chỉ quy định những nội dung mang tính nguyên tắc về hoạt động lấn biển phù hợp với phạm vi điều chỉnh của luật đất đai, giao Chính phủ quy định cụ thể về dự án đầu tư có hoạt động lấn biển và các hình thức khác nhằm bảo đảm tính thống nhất giữa luật đất đai với các luật khác có liên quan như luật biển Việt Nam, luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo. 17 về đối tượng được sử dụng đất quốc phòng an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế tại khoản 1 điều 201. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp quân đội công an khi sử dụng đất quốc phòng an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế tại điểm H khoản 3 điều 201. Trên cơ sở đề xuất của Chính phủ, dự thảo luật quy định về đối tượng được sử dụng đất quốc phòng an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế bao gồm đơn vị quân đội, đơn vị công an, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc quân đội công an nhân dân, quân đội nhân dân. Doanh nghiệp nhà nước do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an được giao quản lý bao gồm cả doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ từ trên 50% đến dưới 100% vốn do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quản lý. Doanh nghiệp nhà nước do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an được giao quản lý được cho thuê, thế chấp góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất theo phương án được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an phê duyệt do mình tạo lập, đều ảm chặt chẽ khi mở rộng quyền này so với nghị quyết số 132. Dự thảo luật quy định trường hợp mua bán tài sản gắn liền với đất, xử lý tài sản thế chấp, tài sản góp vốn thì chỉ được thực hiện trong nội bộ giữa các đối tượng sử dụng đất quốc phòng an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế theo quy định của luật này, theo phương án được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an phê duyệt. 18 về sửa đổi bổ sung luật đầu tư công. Dự thảo luật chỉnh sửa theo hướng bỏ quy định về sửa đổi bổ sung luật đầu tư công tiếp tục thực hiện thí điểm chủ trương tách dự án bồi thường hỗ trợ tái định cư ra khỏi dự án đầu tư để thực hiện trước như định hướng tại nghị quyết số 18, nghị quyết số 29 ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Quốc hội về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã giao Chính phủ nghiên cứu xây dựng đề án thí điểm về việc tách giải phóng mặt bằng, tái định cư ra khỏi dự án đầu tư, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội để trình Quốc hội xem xét quyết định. Về một số nội dung lớn khác tiếp thu chỉnh ý. Thứ nhất, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất với ý kiến tại báo cáo số 710, chỉnh sửa một số nội dung sau tại dự thảo luật. Chỉnh sửa quyết định về giá đất cụ thể không áp dụng khi tính giá trị quyền sử dụng đất đối với đất do doanh nghiệp nhà nước sử dụng khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước là đất cho thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê tại điều 160. Bổ sung quy định trường hợp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất là tài sản công thuộc các cái trường hợp thu hồi đất theo quy định của luật này thì không phải thực hiện việc sắp xếp lại xử lý tài sản công theo quy định của pháp luật về quản lý sử dụng tài sản công tại điều 84. Chỉnh sửa nội dung sửa đổi bổ sung quy định tại khoản 2 điều 14 luật lâm nghiệp về nguyên tắc chuyển mục đích sử dụng rừng, không chuyển mục đích rừng tự nhiên sang mục đích khác trừ dự án quan trọng quốc gia, dự án phục vụ quốc phòng an ninh, dự án cấp thiết theo tiêu chí do Chính phủ quy định. Bỏ quy định về sửa đổi bổ sung điểm D khoản 2 điều 36 của luật thi hành án dân sự. Thứ hai, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội và các cơ quan tiếp tục chỉnh sửa một số nội dung sau. Chỉnh sửa làm rõ trường hợp cá nhân là người dân tộc thiểu số đã được giao đất ở làm nộp nay thiếu đất ở thì cho phép chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở trong hạn mức và được miễn giảm tiền sử dụng đất. Chỉnh sửa quy định về các trường hợp giao đất cho thuê đất cho cá nhân người dân tộc thiểu số được hỗ trợ đất đai lần 2 thực hiện có điều kiện quyền sử dụng đất bảo đảm rõ ràng và chặt chẽ. Để bảo đảm rõ ràng về quyền và nghĩa vụ của người được nhà nước giao đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng gắn với giao rừng phòng hộ, rừng đặc dụng để quản lý sử dụng bảo vệ phát triển rừng theo quy định của pháp luật về lâm nghiệp, bổ sung quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho những người này tại điều 185 và điều 186. Không quy định về nội dung bỏ quy định về đất đai tại các cái nghị quyết thí điểm của Quốc hội, bảo đảm các nghị quyết thí điểm thực sự đi vào cuộc sống như mục tiêu khi ban hành nghị quyết thí điểm, tránh gây vướng mắc trên thực tế khi thực hiện không đủ thời gian thí điểm như các nghị quyết đã ban hành. Rà soát bảo đảm sự thống nhất giữa dự thảo luật đất đai sửa đổi với luật nhà ở, kinh doanh bất động sản, căn cước, quản lý bảo vệ công trình quốc phòng, khu quân sự, tài nguyên nước mới được thông qua và các cái luật khác có liên quan. Rà soát chỉnh sửa các quy định về điều khoản chuyển tiếp bảo đảm rõ ràng chặt chẽ đối với những điều khoản chuyển tiếp có nội dung thực hiện theo quy định của Chính phủ, đề nghị Chính phủ nghiên cứu kỹ lưỡng để quy định theo đúng nguyên tắc, không hợp thức hóa các sai phạm. Kính thưa Quốc hội, trên đây là tóm tắt nội dung giải trình tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật. Các ý kiến tiếp thu giải trình đầy đủ ý kiến đại biểu Quốc hội và ý kiến các cơ quan đã được trình bày tại báo cáo số 724. Ủy ban Thường vụ Quốc hội trân trọng đề nghị Quốc hội tập trung thảo luận về 3 nội dung. Thứ nhất, sửa đổi bổ sung một số điều của các cái luật nghị quyết của Quốc hội có liên quan đến đất đai. Thứ hai, quy định chuyển tiếp và thứ ba là điều khoản thi hành và các cái vấn đề khác mà đại biểu Quốc hội quan tâm. Ủy ban Thường vụ Quốc hội trân trọng báo cáo Quốc hội. Xin ý kiến. Xin trân trọng cảm ơn.